điểm mạnh em cũng ít lắm nói chung là em vui vẻ hòa đồng hoạt bát con người sống nội tâm hay tin tưởng người khác quá em cũng không biết đây là điểm mạnh hay là điểm yếu nữa ừ. đâm ra nhiều khi mình kiểu mình bị người ta lợi dụng quá chớn anh điểm yếu đầu tiên là của em là nấu ăn hơi kém rồi từ từ có vợ đi cũng phải nấu ngon thôi <cười> <cười> thứ hai nữa là em có tuy em chạy xe nhưng em có một chút là não cá vàng một chút em không có nhớ được hết các tên đường ấy không sao có Google mát em sợ sâu và sợ nước Vậy em có tắm không? Dạ không, ý là em sợ sông, sợ biển rồi anh Chứ không phải là, là sợ tắm Sợ sông. này kia hả? Dạ Tôi cũng vậy đó ông mối Hả? Tôi sợ sông, sợ nước lắm Không có dám tắm Vì uh, hồi xưa mém nó là em bị chết trôi cho nên em sợ Phải tập bơi chứ nha dạ. Em em không biết bơi nhanh ơi Mình cứ kiên trì này không sợ nước nữa đâu Dạ, dạ. Thôi nhà gái Nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng dạ điểm mạnh của em là rất là lanh lợi giỏi việc nước đảm việc nhà nấu ừ. ăn ngon hay điểm yếu của em là không biết từ chối người khác ví dụ như người ta muốn mình giúp đỡ gì đó thì Ủa, em sẵn sàng tới giúp đỡ giống em, là em, giống uh, em giống như là em muốn giúp họ vượt qua cái khó khăn về vật chất ừ. dạ. Trời con gái chứ giống đàn trai quá vậy Dạ anh <laughs> chào chú Mình lắm á. Dạ ừ, Vậy là hai đứa hợp Nhưng mà nói về cái đó thì điểm yếu thì không đúng Nếu hơn chút xíu hai đứa kẹt kẹt, kẹt cho anh mượn vài, vài triệu cái. <laughs> anh đang gặp khó khăn quá Dạ Nha Thấy chú Quỳnh Linh mua mua nhà quá trời mà chú Quỳnh Linh kêu kẹt nữa rồi xong à, ha, đâu ra trời xong hả rồi là chim là chim đấy hả à, à, chứ quê mà nhà ruộng đáng nhiêu đâu bất động sản hả dạ nào giới thiệu cho tôi mua một miếng coi à, <laughs> thấy chưa thấy chưa à, vậy không á thôi cao su đi mua cao su cao su cầu nhiều bơ lắm gì đó. dạ cao su nhiều lắm trái ừ. cây nhiều lắm vô luôn mua dùng chôm chôm măng cục gì đó ha rồi nhớ liên hệ con bây giờ mình à, muốn tìm một nửa yêu thương thế nào à, không hút thuốc à, rượu à, rượu bia thì à, có thể không hôi không hô không hói không <laughs> mà từ một mét bảy không vậy? hô không hói không hôi là ba h đó là trai nó là dạ, con chào cô. <laughs> có cả ba luôn đó hôi chút xíu tự con kiểm chứng nha nghe không ủa nhưng cô ơi hỏi cho con là hôi ừ. cái gì đúng không ạ ừ hôi cái gì kìa <laughs> con không 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 thích người có mùi quá nặng mùi mồ hôi sâu giờ làm việc á rồi còn ngoài ra cứ muốn gì nữa không Cũng mẫu người của con là cũng giống như chú Quỳnh linh vậy đó đó à, có khuôn mặt nói chung là khuôn mặt dễ nhìn rồi có nụ cười thân thiện ừ. Hút ánh nhìn rồi ok vậy dạ. tốt rồi cưng cao bao nhiêu vậy dạ con vừa đủ tiêu chuẩn luôn vậy à. là bạn này mét 7 đó bạn nói bạn vừa đủ tiêu chuẩn con là à, mét bao nhiêu à, con mét, uh, mét 6 đó. còn về phía con con mong muốn cái uh, mẫu hình lý tưởng con như thế nào con chỉ cần một người phụ nữ của gia đình thôi ngoại hình thì uh, ưa nhìn người uh, biết nấu ăn chăm lo cho người khác uh, quan tâm chia sẻ cái cần nhất ở con bây giờ là một người phụ nữ có tâm tức là luôn luôn mình hướng về gia đình chứ đừng có xô bồ quá ở ngoài rồi trong gia đình mình không là gì hết thì nó cũng không được Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á Trắng... Con đam mê và thích chị Cẩm Ly Mà phải hát hay hát Em hát hay ngang chị Cẩm Ly ấy, anh ơi Ôi. <laughs> Rồi chúc cặp hát liền nha Ok <laughs> Đúng rồi Em có mấy mối tình rồi Thật ra thì uh, em cũng xin chia sẻ một chút Nó có chuyện của tình duyên của em nó hơi dài và lận đận Là năm 2013 là lúc đó em vừa đi lính về được một năm Đợt đó thì mẹ em cũng yếu lắm Bà cũng hay mê tín nữa cho nên đi coi thì nói là bây giờ phải lấy vợ trong tùng, ừ. không lấy thì uh, ít nhất 3 đến 5 năm sau thì may ra nó mới lấy được. Hàng xóm lại có một đứa cháu thì thế là là mai cho em. Em quyết định là lấy. hai đến à, 3 đến 4 ngày trước khi đám cưới diễn ra đó thì uh, bạn gái đó mới gọi em ra nói chuyện riêng thì nói là bảo bây giờ em có một chuyện nói với anh là em đã từng uh, có một lần chồng rồi. Ừ. Anh uh, có đồng ý nữa hay không? Ừ. thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ đơn giản là ừ thì thôi giờ lỡ rồi sắp cưới rồi mà anh cũng còn mấy ngày à, biết đâu người ta từng lầm lỡ như vậy người ta sẽ biết cách sống với mình hơn gọi là nhắm mắt đưa tay luôn. chưa đầy một tuần thì lại lục đục thì bạn gái đó lại bỏ về nhà ngoại và yêu cầu em là qua đó làm rể, trong ừ. khi em là con trai một. em hỏi lý do thì bảo là chỉ nói là không thích làm dâu thôi. trong em không đồng ý thì gia đình, gia đình bố mẹ bên gái á là bắt chia tay thì thôi thì em cũng chấp nhận là từ khi bọn gặp mặt để người ta giới thiệu thì đến khi ra tòa bọn em chỉ vòn vẹn trong vòng 4 tháng nhưng mà chưa có con dạ chưa em ở nói chung ngủ với nhau chỉ được 3 ngày thôi coi như cũng đã lỡ một lần đò nhà gái thật sự thì con cũng chưa có lập gia đình nhưng mà con có lỡ yêu một người và cũng có hai đứa con tức là con chưa làm đám cưới đúng rồi chưa có đăng ký kết hôn với ai ừ nhưng, nhưng mà, mà con, con lỡ yêu một con... người mà tới hai đứa hả con <laughs> dạ cái lỡ này nó lỡ sâu quá à, dạ. là, là con hay hay là con lỡ? chứ không phải là hai người đâu dạ đúng người rồi đó. con con thực sự là ừ. con yêu người ta thật lòng là dạ. con đã có hai đứa con rồi dạ đúng ừ. rồi là mà thì cháu được nhiêu tuổi rồi dạ một đứa thì bốn tuổi rưỡi một đứa hai tuổi là hiện giờ con đang nuôi dạ đúng rồi nói chung là một mình con là giống như là vừa là cha vừa là mẹ vậy đó vậy thì hai hai vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu à, thì nói chung là cái mối tình này không có được ở với nhau trọn vẹn không có thường xuyên gặp nhau chỉ là thỉnh thoảng thôi ạ à. con... tại vì con là cái người, người công giáo và quan niệm ừ. không có muốn phá thai thật sự thì người ta Cô không có thích rồi. người ta không có thích sinh kế tiếp người ta không muốn nhưng không mà thích con giữ rồi. lại đúng ừ. rồi và ừ. đứa sau là gọi là vỡ kế hoạch của con ờ à, ờ à. dạ. Nên thành ra thì uh, con chấp nhận luôn Con có việc có em bé sau con chấp nhận Và con tự mình phải mạnh mẽ ừ. để mà vượt qua những cái khó khăn đó Ừ, yeah. ừ yeah. ông mối tôi thấy để cho hai bạn cũng đều là đã có nhiều kinh nghiệm em thấy rồi Em cảm nhận em thế nào em trai? Bạn ừ. nữ bạn lĩnh của ai? Đúng, bằng lĩnh đó Bây giờ là nhà gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và à. những người bạn Dạ con chào cô ạ Mẹ cô. cưng con quá vậy Chào hai MC và khán giả trong trường quay chào cô có thể con cũng được về nhà cô thì vườn điều vườn có xu đầy <cười> <cười> con có sức làm thì không dạ con cảm được. ơn cô về dạ, chị cho cơ hội con gái mẹ cũng rất tuyệt à con gái tuyệt, mẹ ha? rất tuyệt dạ. nha dạ. em trai đi với ai thì dạ, hôm nay em đi với lại chị họ em ạ yeah, xin chào ông Mai bà mối à. xin chào chương trình dạ chào nhà gái và dạ cùng quý vị khán giả hai em bằng tuổi đứa nào cũng sợ nước hết trơn á nhưng mà chị nghĩ là chắc em gái nó cõng em được á với lại chị thấy má nhà cũng muốn dâu lắm rồi tại vì tùng là con trai một trong nhà mà có ba, ba chị em gái mà làm xui với bác đây cũng vừa tuổi lắm năm mấy tuổi rồi thôi hai đứa tạo cơ hội cho nhau nha Dạ. mong hai em có hạnh phúc. Rồi cảm ơn chị gái. À, bây giờ thì thôi hai bạn gặp nhau đi. Đúng rồi. rồi chúng ta sẽ xem coi nó uh, như thế nào. Ừ. Mở rào. John. Ánh mắt yêu thương, ta cha phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung đôi nhé em người ở hơi. Anh sẽ bên em, yêu em những khi em buồn. Anh sẽ yêu em, cho em luôn được ngủ ngon. Haha, <laughs> <Okay. cười> Anh xin mãi mãi yêu em, trọn đời yêu không ngoan than Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi Anh sẽ nắm lấy tay em, không bao giờ buông. Trời, Trời ơi, ơi. lãng mạn quá, wow, tuyệt lãng mạn Anh ơi, em cũng có một món quà để tặng anh ạ à. À, Đây là một cái lăn thử mùi của sản phẩm công ty của Mỹ <laughs> Thấy, nhau thử à, cái, việc mùi. À, cái việc giao tiếp à, thì em cũng mong anh luôn luôn tự tin Để có thể là thành công này tính nối thành công khác Đó. Em thấy anh sao? Có uh, cũng ok. Khi nghe em chia sẻ câu chuyện của mình á, thật sự anh hơi sốc. Em bật lĩnh. Tại vì không không phải có nhiều người phụ nữ người ta dám làm được những điều như thế. Em có thể nói hơn anh nhiều thứ luôn. Sau im lặng. À, cảm ơn anh. <laughs> anh thấy em sao? Sinh. Sí. Lần gặp đầu tiên, lúc nhìn mở rèm ra, ra nhìn thì anh cũng có tự một chút ấn tượng tốt về. em thì cái chuyện con chung con riêng của có vấn của đề lớn lao không? thì uh, em trai nghĩ thế như thế nào? đối với em thì cái vấn đề đó thì ai cũng có cuộc sống và quá khứ mà anh linh. Ừ. cho nên thì nói chung mình đã có đến được với nhau hay không và đã đến được với nhau thì mình chấp nhận thôi. quan trọng là hai đứa bé có dám chấp nhận anh hay không. và nói thì anh cũng chưa bao giờ anh làm cha nhưng mà trong nhà thì có đến ba đứa cháu thì uh, một tay anh nuôi ba đứa. Thế nên vấn đề đó thì không phải lo. Anh muốn hỏi em là em có sợ làm dâu? thì uh, cái việc mà quan tâm người khác đó là cái uh, mong muốn của em. thì uh, từ trước đến giờ mình cũng sống một mình rồi cũng uh, tự do cũng quen rồi. thì mình chỉ có biết quan tâm trong cái danh của mình thôi và những đứa con của mình. em cũng chưa 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 giống như là chưa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc uh, người giống như người người lớn tuổi ví dụ như là người uh, không anh à, cắt ngang một chút là ba mẹ anh vẫn khỏe chứ à. không phải là bây giờ là già yếu mình cần về mình phải chăm sóc cũng không ngại với vấn đề làm dâu. Bây giờ em hiện tại sống với ba mẹ hay là sống với hai đứa bé? Hiện tại đang sống một mình và hai đứa bé. của hai, hai hai cháu ở với em. Ừ. là ở Bình Phước luôn. đúng rồi. tại vì em là đạo Công giáo và em mong muốn là có một cái, uh, cái 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 hôn nhân của mình sẽ được làm phép. Anh muốn hỏi em là nếu như mà mình đến được với nhau, em có thể theo anh được không? chắc chắn không. không. Dạ. Khi con người ta đã yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Dạ. Còn chuyện đạo thì thật sự mà nơi nào cũng là hướng về điều thiện mà. Với ừ. là cái của ai nó giữ cũng được mà. Dạ. dạ. Ừ chứ đâu có nhất thiết phải là ai theo ai đó. Thôi giờ hát cái đi cho nó đỡ căng thẳng coi. <laughs> vậy? vậy con đứng lên ừ, con hát nhé. Ừ. <laughs> Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ Đêm hôm nay bỗng nhiên em lại thấy anh trong cơn gió đông về Và chẳng khi biết yêu Giấc mơ là nơi bắt đầu Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối anh em về này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em và thời gian ơi xin hãy ngần chân đầy để những dấu yêu đông đầy một vòng tay em khao khát một giấc mơ em đã yêu anh người ơi nhà con xin hết rồi. Yeah. <laughs> Detox không khí từ trong ra ngoài Rồi, để tay vào nút bấm Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chỉ bấm bằng sự mách bảo của trái tim thôi các bạn nhé, Quyết định sau 3 tiếng đến 1 2 3 Hết thời gian Không ai bấm cả Nếu không trở thành đôi Chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt với nhau Dạ, em cảm ơn